Chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 2 người. Qua thống kê tai nạn cho thấy, cần nhanh chóng có biện pháp khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông khu vực này. Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Xuân Phú có chiều dài hơn 4 km, trong đó gần 2 km từ km 570 cộng 500 đến km 572 cộng 200 thường xuyên xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Nguyên nhân do địa hình nơi đây có nhiều đoạn đường cong và dốc nguy hiểm, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Trong khi đó, tại đây, thiếu biển cảnh báo, hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm không có, khiến việc đi lại vào thời điểm này rất khó khăn và nguy hiểm. Khu vực này cũng có rất nhiều đường nhánh giao cắt với đường chính, mật độ phương tiện lưu thông nhiều, gây mất an toàn giao thông cao. Đường Hồ Chí Minh qua khu vực này có chiều rộng mặt đường nhỏ hẹp, chỉ khoảng 5 mét và không có vỉa hè, không có hộ lan. Chỉ cần tránh vượt không cẩn thận sẽ có thể gây tai nạn bất kỳ lúc nào. Đường này là hắn quanh coi, xảy ra tai nạn rất nhiều. Cơ chức năng cơ quan làm răng mà cho kẹt vào đây cho hắn, cho nó đỡ đi cái tai nạn giao thông cho an toàn. Cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã tăng cường xử lý vi phạm tại khu vực Xuân Phú từ km 570 đến 572. Và bên cạnh đó cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các khung giờ cao điểm ở các cái vị trí mà phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Để từ đó là làm đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông. Qua đây thì cũng muốn nhắc nhở đối với người tham gia giao thông là quá trình tham gia giao thông thì phải làm chủ được tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt là khi đi từ trong đường nhánh đường phụ đi ra khi đi ra đường mòn Hồ Chí Minh thì chú quan sát để làm sao mình đảm bảo tốt nhất an toàn cho bản thân. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết đề xuất của tỉnh Thanh Hóa về khắc phục những bất cập đảm bảo giao thông quanh khu vực này, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục có các biện pháp đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường hẹp, nhiều đoạn cong, có nhiều đường nhánh cần quan sát cẩn thận, không phóng nhanh vượt ẩu để đảm bảo an toàn giao thông.